Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô màu, chọn loại màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Thank you.
mà nghe cái kia là tôi một xong, nếu bạn nghe thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhé các bạn. Nghe là phải nói á. Qua dính karaoke thì mới không phải nói đâu. Mang đi đâu? Đấy, biên đời, sao gì nữa nhé. Tạc cái này, cái lòng. Mày sạc cả 2 giây à? Tao sạc đâu? Tí, tí không sạc. Đi mẹ, có 10 mấy cái chọc, hai giây cái lòng. Không làm tạm mấy này, lấy một mé làm tạm mấy này, mấy này đầy pin. Que được. Giờ thì cái mé mạnh. Đi mẹ mấy này còn que nhiều đầy video thì. Kệ. Ra đi còn đầy pin nữa. Kệ. Đi kỹ đi. Ngủ kỹ. Quay đi. Mẹ bảo gì á? Chắc là anh kia cho cái quạt của quạt đi quạt của quạt. Ủa phun đi. Biết rồi. Nhưng mà tao thấy đâu. Hôm qua đi chơi đâu không? Xong về. Đại nhiều rồi. Thế xong anh nhiều có ra không? Ừ. Rồi quá không gì quả. Hôm mà từ hôm qua đi chơi mà. Này. Từ hôm qua đi chơi. Bảo đại nhiều. Bảo mày, mày uống một hai cốc xong đi đâu đấy? Đi uống hai cốc đi luôn, nghỉ mình ngủ tận về. Qua yếu nó chơi được đấy à? Dạ. Qua yếu nó chơi được đấy. Ngoạn luôn sư. Ai lại nó về? Vẫn ngủ ở đây đó. Đến sáng luôn. Đây. Đến sáng. Hôm qua ai biết được nó vẫn chắc thì chứ nó vẫn ngủ đấy. Đã về. Chắc đêm nó về thì. Đau ngon bật về. Hôm qua mày về nó vẫn ở đấy. Yeah. Mày về nó vẫn ở đấy. Ừ, tôi đang ngủ. Đang ngủ ngon luôn. Thì qua đấy nó gọi về nó không gọi. Hôm qua về ngủ luôn. Chắc 9 giờ ngủ. Dạ. Yeah. Qua 9, ngủ được 9 giờ. Mẹ mày về trước, mày ngủ trước, bố mày đi mẹ bắt. Mẹ mày. Yeah.
dậy do sớm ôi đi mấy à, 7 giờ sớm ừ, 7 giờ thì tụi mình có đeo phải được bố mới khỏe phần 10 giờ à nhé hơn 10 giờ về thì về do sớm về cắt nhiều rồi đi mày ngủ luôn mà ngủ đi ăn ngủ đến sáng thế mới dậy được sớm mới đi mày rồi ngủ luôn mới dậy được sớm mới đi mẹ thức đêm nếu anh ngủ dậy được có khi giờ vẫn ngủ phải đi cơm mẹ quên đâu không sạc cái sạc cao bi sạc nguồn gọi trả sạc nguồn mà gọi được đéo. Cho tiếng thì gọi nghe thì hãy cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello tất cả các bạn.